Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nhân đạo của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 11, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Trong đợt hiến máu này, toàn trường có trên 1.000 tình nguyện viên tham gia đăng ký hiến máu và thu được trên 870 đơn vị máu. Đây là lượng máu quan trọng góp phần vào ngân hàng máu để cứu giúp nhiều người bệnh qua cơn nguy kịch. Qua đó để mạnh phong trào toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng, với xã hội. Với tinh thần tương thân tương ái, gắn kết yêu thương, mô hình hũ gạo tình thương của Hội chữ thập đỏ xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi thực hiện thời gian qua đã phát huy được hiệu quả tích cực. Mô hình hũ gạo tình thương của Hội chữ thập đỏ xã phát động đã duy trì thực hiện được gần 6 năm, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đến nay, hội quyên góp được trên 2 tấn gạo tặng cho trên 100 lượt đối tượng khó khăn với mức từ 25 đến 50 kg gạo một hộ. Mô hình hũ gạo tình thương không chỉ góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tương trợ lẫn nhau tại cộng đồng dân cư. Vừa qua, câu lạc bộ câu cá thể thao Hưng Yên đã tổ chức tặng 11 chiếc xe đạp cho 11 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện Phù Cừ và thành phố Hưng Yên, trao tặng một chiếc bình lọc nước cho trường trung học cơ sở Phan Sầu Nam, huyện Phù Cừ. Những phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tình cảm của các thành viên trong câu lạc bộ dành cho các em học sinh, với mong muốn tạo thêm động lực giúp các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu, chăm ngoan, học giỏi, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội. Hưởng ứng cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Những năm qua, Hội chữ thập đỏ huyện Văn Giang đã khơi dậy sự đồng cảm, chia sẻ của mọi tầng lớp nhân dân nhằm chung tay giúp đỡ các gia đình khó khăn. Gia đình bà Lưu Thị Tý là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Kiều Cao. Bà Tý năm nay 86 tuổi, già yếu, không còn khả năng lao động, sống trong căn nhà lụp sụp cùng con gái bị bệnh. Cảm thông trước hoàn cảnh của gia đình bà, Hội chữ thập đỏ huyện Văn Giang đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, tiền hàng tháng cho gia đình bà. Gia đình tôi rất là vui mừng và phấn khởi và biết cảm ơn các cấp và ngành, các đoàn thể đã giúp đỡ gia đình. Từ năm 2015, cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo còn được Hội chữ thập đỏ huyện phối hợp với các trường học thực hiện. Đến nay, 90% các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong huyện đều tham gia, giúp đỡ cho 50 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài sự chung tay của các cơ quan, đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn, nhiều cá nhân đã cùng với Hội chữ thập đỏ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu như sư thầy Thích Minh Khởi hỗ trợ 13 trường hợp. Ông Nguyễn Văn Thiện hỗ trợ 28 trường hợp. Sau 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, Hội chữ thập đỏ huyện Văn Giang hỗ trợ hàng tháng cho 470 địa chỉ với tổng trị giá khoảng gần 5 tỷ đồng. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ triển khai, rà soát tới từng các cái gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để có những cái hỗ trợ kịp thời. Cái thứ hai nữa là chúng tôi sẽ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo được cái sức lan tỏa trong cộng đồng. Và cái thứ ba nữa là chúng tôi sẽ có những cái hội nghị tổng kết để kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân mà làm tốt cái công tác nhân đạo. Thực hiện tốt cuộc vận động, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, các cấp hội chữ thập đỏ huyện Văn Giang đã và đang góp phần giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bà Nguyễn Thị Khoai năm nay đã 92 tuổi, ở thôn An Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, sống một mình, già yếu, không thể tự chăm sóc bản thân, đang rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng. Hàng chục năm, bà Khoai sống một mình trong căn nhà lụp sụp, rách nát. Trước tình cảnh như vậy, năm 2016, địa phương và họ hàng đã quyên góp sửa sang lại căn nhà cho bà. Thời gian gần đây, sức khỏe của bà ngày càng yếu, thị lực kém, đi lại khó khăn. Vì thế, mọi sinh hoạt cá nhân bà đều phải dựa vào một số bà con trong xóm trợ giúp. Tuổi cao sức yếu, không có nơi nương tựa. Hiện nay bà chỉ sống nhờ vào trợ cấp ít ỏi của nhà nước. Hoàn cảnh của bà Khoai hiện rất khó khăn, rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để bà có được cuộc sống tốt hơn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, điện thoại 0363 089 089. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Nhân đạo của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào, tạm biệt.